Thầy mời cả nhà ăn cơm Ba Cái kế hoạch con đề ra Con nghĩ là ba chưa hiểu đúng ý đồ của con Ba cho con thêm thời gian để thực hiện kế hoạch của con Con tin nó sẽ thành công Khách hàng sẽ yêu thích diễn Thành của mình Nhân à Con tỉnh lại đi Con phải trưởng thành là mới được Diễn Thành là nơi kinh doanh chứ không phải nơi để con đưa ra ý tưởng Rồi con trải nghiệm cùng nó Dạ con hiểu ba Nhưng chẳng phải nấu ăn cũng là một môn nghệ thuật sao ba Con tin những món ăn sẽ chinh phục được khách hàng Con biết những điều con đưa ra hơi khó thực hiện Nhưng mà không phải không thực hiện được ba Dạ Cái trách nhiệm của con ở là dưới căn bếp Con có biết bên ngoài xảy ra điều gì không Dưới ba còn rất là nhiều nhân viên Và rất là nhiều thứ mà ba cần phải chi Nếu thực hiện theo ý tưởng của con Lỡ khách hàng quay lưng lại với nhà hàng thì sao Ai gánh trách nhiệm con gánh nổi không? Hay là con Lan? Hả? Càng nói càng bực à, Thôi Ăn cơm đi ba Chuyện công việc để sau nha ba Ba no rồi Ba có cuộc học online Dạ con biết rồi ba Anh sao vậy? Ba không thích rồi mà cứ làm trái ý ba hoài vậy? đâu phải lúc nào mình cũng làm theo ý của ba kế hoạch của anh đâu phải là không thực hiện được tại ba cứ ép thích người khác làm theo ý của ba không ba đúng mà anh lo tập trung thực đơn mới của anh đi nhiệm vụ của anh đó ăn không nổi luôn á cái gì đây hả tất cả những món ăn trong này rất là đơn giản tại sao chọn món chủ động của nhà hàng mình ai duyệt dạ thứ ba đây là món ăn với một câu chuyện gợi nhớ có thật bằng chứng doanh thu rất là cao ba có thể kiểm tra lại khả năng của con chỉ tới vậy thôi à nếu con không vượt qua giới hạn của bản thân mình thì ba không thể nào đè bà con lên những chức vụ cao hơn được dạ hiện tại thì con đang cố gắng làm sao mà tạo ra những món ăn được nhiều người yêu thích còn những chuyện khác con chưa tính mà <laughs> ba thật sự không hiểu luôn con là một đứa ngờ ngợt không có sự cầu tiến mà tại sao con lan nó chọn con làm chồng